Hơn 80 sinh viên khoa kiến trúc và mỹ thuật Đại học Duy Tân đã có chuyến tham quan kiến tập đầy thú vị 2 ngày, ngày 19 và ngày 20 tháng 5 tại mảnh đất cố đô Huế. Đây là hoạt động được khoa xây dựng hàng năm để tăng cường thế giới quan, tính thực tiễn và phát huy kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các bạn trẻ kiến trúc đã tham quan những địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cầu ngói Thanh Toàn, Nhà trưng bày Điểm Phùng Thị, Cơ sở làm giấy Trúc Chỉ, Làng giấy Thanh Tiên, In ấn Làng Sình. Mỗi một nơi đi qua là một kho tàng kiến thức rộng lớn. Thừa Thiên Huế, mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng người cùng gia đình sinh sống, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước. Sinh viên kiến trúc mỹ thuật đến đây được nhìn vào tấm gương đạo đức của người, gửi tấm lòng kính mến đến người để phấn đấu, học tập và rèn luyện. Địa điểm dừng chân thứ hai trong hành trình kiến tập của sinh viên là cầu ngói Thanh Toàn, một trong số ít những cây cầu sở hữu những nét kiến trúc vô cùng độc đáo tại Việt Nam. Chính bởi vẻ đẹp độc đáo đó, công trình này đã trở thành địa danh nổi tiếng và hấp dẫn rất đông du khách gần xa tới tham quan. Với những ai yêu mến nghệ thuật, nhà trưng bày Điểm Phùng Thị là điểm đến lý tưởng. Điểm Phùng Thị là nhà điêu khắc tên tuổi lớn của thế giới với nhiều tác phẩm để lại cho đời. Một loại hình nghệ thuật mới và độc đáo ở Huế là nghệ thuật trúc chỉ do thạc sĩ họa sĩ Phan Hải Bằng cùng các cộng sự nghiên cứu sáng tạo nên bằng cách kết hợp nghề giấy thủ công truyền thống và nguyên lý của nghệ thuật đồ họa. Giấy đã thoát khỏi thân phận làm nền cho các thao tác sáng tạo khác để trở thành một tác phẩm nghệ thuật tự thân, độc lập. Các sinh viên kiến trúc đã ghé qua làng giấy Thanh Tiên, nơi làm lòng người xao xuyến bởi những tác phẩm tinh tế nhưng hết sức gần gũi của người dân nơi đây. Từ trung tâm thành phố Huế xuôi theo dòng sông Hương khoảng 9 km, sẽ bắt gặp làng Lại Ân hay còn gọi với cái tên làng Sình với nghề làm tranh dân gian nổi tiếng. Đứng trước các công trình kiến trúc, các giá trị văn hóa vật thể được trực tiếp nhìn ngắm, chạm tay để cảm nhận từ đó tâm tư, hơi thở của các tác giả. Các sinh viên như thấu hiểu hơn giá trị của mỗi nét vẽ và cũng hiểu hơn mỗi bài học mà mình đã học được trên giảng đường.